Hey, xin chào cả nhà. Video này trong chuỗi hướng dẫn nhiệm vụ hàng ngày sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng loại nhiệm vụ thông thường khác nhau. Và lần này là nhiệm vụ có tên Power Up Pokemon 5 Times. Nhiệm vụ với yêu cầu là tăng cấp một Pokemon bất kỳ 5 lần. Nhiệm vụ này cần điều kiện là cần ít nhất một Pokemon trong túi, lượng status nhất định. Phần thưởng là bắt Pokemon có level tại mốc và có IV ngẫu nhiên là từ 66 đến 100%. Cách thực hiện thì bạn chọn một Pokemon bất kỳ, vào giao diện Pokemon đó, chọn ngay nút Power Up và bấm 5 lần. Mẹo ở đây là bạn có thể dùng Pokemon mình cần sử dụng để mà tận dụng nâng luôn. Nếu không sử dụng các Pokemon có CP càng thấp càng tốt, vì ở mốc này lượng status tốn là ít nhất. Sau khi mà bấm đủ 5 lần á, thì game sẽ thông báo hoàn tất nhiệm vụ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ để lại lời nhắn cho bọn mình ở phần comment. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.